Hello em nhá. Thì hôm nay mình lên đi giao này mình thông báo cho anh một cái tin buồn em ạ. Mình sắp đi nước ngoài, đi Hàn Quốc. Thì cái lý do mà mình đi Hàn Quốc là mình phải đi sang đấy mình định cư đây và mình sống ở đấy luôn. Tại mấy cái anh em ở mình làm video ở Việt Nam này em ạ. Mấy anh em cứ chửi, mấy em cứ comment anh em chửi mình sang Hàn Quốc. Thì mấy anh em ở Việt Nam mình làm cái video mà các thứ mà đánh nhau các thứ thì anh em cứ chửi, anh em bảo là diễn này kia, nhưng mà anh em có biết sự thật đâu em. Thì cái đấy nói chung là mình không quan tâm. Giờ mình sang bên Hàn Quốc mình làm video cho người Hàn Quốc xem thôi ạ. Vì họ chửi mình có biết người ta chửi gì đâu đúng không em? Chửi bằng tiếng Hàn Quốc thì mình người Việt Nam mình chả biết gì đúng không? Đấy, mình sang tới đây vali các thứ mình chuẩn bị rồi, thì mình mong là mình sang đấy thì anh em ở Việt Nam anh em yêu quý mình, anh em vẫn ủng hộ mình. Đây mình vali các thứ, đây tất cả những món tí tiễn mình đi như vậy, đưa mình sang Hàn Quốc tiện mình sang đấy mình làm video luôn. Mình không đi bỏ hả? trở đi mình không bỏ YouTube đâu em ạ, mình vẫn cố mình làm. Đấy là tao nhắn ông vui là mẹ đi. Nhà chán công việc thôi chứ. Chúng em tí tầm chiều chiều mình đi, mình nhờ mấy thằng này đưa ra sân bay mình đi Hàn Quốc. Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đó. Rồi. Đây, một cuốc đi. Không hàn cho nó cuốc. Chỉ cần đẩy một viên xung quanh thôi. Hàn cho nó để cuốc đất được rồi. Cháu đi Hàn Quốc mà. Chỉ ra mày chọn cái chết. Chỉ cần chọn cái xung quanh thôi. Không cần chắc. Đúng chưa anh em, ở đây phải Hàn Quốc. Tôi bảo tôi đi Hàn Quốc. Nhưng Hàn mà Quốc tôi phải bảo tôi đi Hàn Quốc thì tôi về được quốc đất. Tôi về được quốc đất. Đúng không anh em, là Hàn Quốc mà. Quay cả mắt, thế thôi. Chúng mày đi Hàn được quốc đất, Hàn được chắc. Hàn Quốc không phải lấy tiền luôn. Hàn Quốc không ấy mọi người. Lừa rồi. Đây là Hàn Quốc rồi. Đây là Hàn Quốc rồi. Cầm vali. Đi về Hàn Quốc nha. Đúng rồi. Đúng chưa anh em ơi? Tôi bảo tôi này có mõ anh em đâu. Tôi bảo tôi đi Hàn Quốc rồi. Đây đúng, đúng Hàn Quốc rồi. Hàn không mất cả tiền cơ. Đi cũng đất rồi. Đấy nhá. Tôi làm gì có tiền đi Hàn Quốc em ạ, tôi điêu anh em thế thôi. Mẹ đi Hàn Quốc này thôi. Hàn Quốc này thôi đây. Hàn Quốc đúng không? Tôi không cao sang thì tôi chỉ đi Hàn Quốc, đúng Hàn Quốc cho anh em ạ. Còn thôi nhá. Kết thúc video nhá. Bye bye anh em.